Thì xin chào tất cả khán giả trên kênh HKTM Cần Thơ nha. Hiện tại em đang có mặt tại số 40 Ngô Sĩ Liên, phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay là cuối tuần thứ bảy, thì tất cả những xe trong cửa hàng sẽ được những anh em thợ dắt ra để bảo dưỡng. Bảo dưỡng tức là sao? Tức là sẽ kiểm tra lại nhớt máy, nhớt pha, hay là nói chung là tổng quát, kiểm tra tổng quát xe hết. Cuối tuần sẽ bảo dưỡng một lần để đảm bảo chất lượng xe cho mọi người nha. Hôm nay hiện tại thời điểm này cũng gần Tết rồi, nhưng mà giá xe ở cửa hàng em thì vẫn chưa cập nhật theo giá thị trường nha mọi người. Và đa số một điều nữa là vừa mới kết thúc World Cup gần đây thôi, những xe ở cửa hàng hiện tại đa phần là những xe rất là, nói chung là máy móc rất là ok, khá là ngon, phải gọi là khá là ngon luôn đó mọi người. Tại vì mọi người biết sao, những anh em World Cup mà quay đầu thì rất là tiếc. Đa phần là những xe máy cực kỳ ngon. Bây giờ em sẽ review sơ sơ về tất cả những có xe có mặt tại cửa hàng cho mọi người nha. Buổi sáng thứ bảy khá là đông vui mọi người ha. Nói về xe Gin thì thời điểm này cửa hàng còn rất là nhiều. Thanh lý hải quan cũng có, xe Gin cũng có, xe dọn mới cũng có, xe biển số đẹp cũng có. Nói chung là đáp ứng đầy đủ tất cả cái nhu cầu của khách hàng nha. Rồi bây giờ em sẽ báo giá chi tiết từng xe cho mọi người để mọi người dễ cập nhật. Nếu như mà có thắc mắc gì thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại của anh Dũng 0939080609, hoặc mình đến xem xe tình trực tiếp tại số 40 Ngô Sĩ Liên, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ luôn. Hoặc mọi người có cần cung cấp thông tin hình ảnh, clip cụ thể gì đó thì mọi người cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người. Số điện thoại của em là 0919868268 nha. Rồi bây giờ em sẽ báo giá cho mọi người. Như con này là xì bò 919 đầu 31. Con này là thanh lý hải quan, giá thì chỉ có 230 mấy triệu thôi. Nhìn rất là keng nha mọi người. $919 đầu $31. Về phần máy móc thì mọi người cứ yên tâm, cửa hàng em khi mà xe về kiểm tra xăng nhớt với lại rửa dầu, rửa lại là sẽ lên list và cân chỉnh lại cho khách. Con này máy cũng khá là ngon, anh Quân đang kiểm tra nha. Này là thợ chính bên cửa hàng em nè mọi người. $230 mấy triệu mà, thì cái giá này rất là dễ chơi nè mọi người. Thanh lý hải quan, thời điểm này thì thanh lý hải quan cũng giống như hải quan chính ngạch thôi, nó gần tương đương với nhau, đều sang tên về huyện về xã được hết nha. Đồ Gin trên xe cũng còn khá là nhiều nè mọi người. Này là Nhật tiếng Nobita. Xe hiện tại đang đi bánh căm, nhìn khá là sáng xe nha. Đó, chị Thi quay em vậy, em quay lại chị Thi cho mọi người coi nè. Đây để em quay cầm máy cho chị Thi báo giá luôn nha. Sáng sớm mà quá chút nắng rồi. Mấy thời nắng nha mọi người không cả. Rồi chị Thi nay đẹp quá. Trời nắng đó. Rồi giờ quay sáng là nhiều chiếc xe Gin nè. Con này là 201 đầu 45.7 nha mọi người. Xe Gin, máy Gin, con này là máy chưa trẻ đâu nha mọi người. Hải quay chính ngạch biển Long An 62 25360. Giá 600 mấy triệu. Không, máy Gin chưa trẻ, còn một cái nữa giá nó mới đạt đến cái ngưỡng này nữa. Đố chị Thi biết cái gì? Máy Gin chưa trẻ, đầu nồi chưa gớt luôn đúng không? Đúng rồi, đầu nồi chưa gớt luôn, đầu bít luôn. Đầu nồi chưa gớt, máy Gin chưa trẻ luôn, nó mới có giá này. Đúng. Nói chung là xe này cọp. Đúng, tiếng màu này là màu gì? Màu này là màu Beginda. Vậy, màu mà sư phụ hay nói đó. Màu gì quên, màu gì quên rồi. Màu nho. Màu xá xỉ mà. Màu nho, mọi người ơi, màu nho hay là màu theo anh em trên YouTube là thấy màu này là màu nho hay là màu xá xị nha mọi người. Nói chung là ai kêu gì cũng được trơn á, nhưng mà nói chung là màu này đẹp. Màu nho là gì tí hả? Màu nho là gì?
tầm 7-8 không à. Rồi cái xe bên này, xe này là xe gì dây, nó cũng giống xe bên kia quá ha. Bên kia con này đẹp lắm, chị thích con này nè, 98 đầu 26. Con này là cũng là xe Gin, máy Gin, máy chưa trẻ luôn nha mọi người. Con này hải quan chính ngạch, hình như có biển số á, biển Long An luôn. Đâu chị coi, chị coi. Biển Long An 79944, biển cũng biển cặp nè, khá dễ nhìn luôn. Xe này thì 98, nguyên cây đồ Gin. Xe này giá cũng khá vừa thôi, 37 370 mấy triệu. Xe đẹp lắm nha mọi người đó. Con này máy đã lắm. Bánh nè, ốc tán nè, heo đẻ rồi là Gin hết. Cặp Tân Lan nó là trước là 598, ở sau là 898 hay sao em nhớ không lầm là vậy. Nói chung là nguyên một cặp 98 luôn nha. Đây là bạn Khôi nè mọi người. Hot Boy trên HKTM2 nè. Đây bạn Khôi hay quay clip cho mọi người coi á. Mọi người nếu mà có mua xe thì xem bên kênh 2 á, anh em có thấy clip của Khôi. Nếu muốn mua xe thì cứ alo số điện thoại Khôi nha mọi người. Đọc số điện thoại coi fan. Số điện thoại của em là 0782934566 nha mọi người. Số đó có xài Zalo luôn. Số điện thoại đẹp quá vậy trời. Sẵn đây em buổi sáng có bảo dưỡng xe nè. Em chỉ cho mọi người cách bảo dưỡng cái dàn chân xe mình nó không bị xét nha. Mời bạn Tiến quay xích lên đây nè. Thì đây nhớt pha ở trong đây nè, em chiếc cái chai này em xịt vô nhẹ nè, cái em quét nguyên cái dàn chân á, quét như thế này sẽ cái thứ nhất là tăng cái độ chống xét, cái thứ hai là tăng cái độ bóng cho chiếc xe mình. Thì chiếc xe mình càng ngày nó là càng giá trị hơn, cho nên là quét như thế này nè mọi người, nó sẽ bảo vệ được cái dàn chân sắt của chiếc xe mình nha. Nói chung là nó không xét đúng không thôi? Đúng rồi, nó tăng cái độ bóng của chiếc xe nữa mà nó chống xét nữa, thì có nhớt vô mà. Với lại xíu có gì hướng dẫn anh em chăm nhớt pha rồi luôn đi. Đây, kế bên luôn. Sẵn đây em lựa một chiếc nào đi. Đây, chiếc này đi. Có nhiều anh em hay thắc mắc là nhớt pha sẽ đổ vô đâu và sẽ pha như thế nào với xăng, thì hôm nay giải đáp cho anh em luôn. Thì cái bình nhớt pha là ở đây đây. Là anh em chăm như thế này là vừa. Tại vì cái bình nhớt pha này, nó có một cái co lên giống như co L đó mọi người. Thì mọi người chăm khi nào mà thấy cái mực nhớt pha nó vừa đủ thôi, chứ đừng có chăm đầy nha. Nếu như mà chăm đầy mọi người chạy đường dần á, nó sẽ sốc lên, nó sẽ ọc ra cái ọc bình mình rất là nhiều, nhìn rất là dơ. Bình thường nếu mà nhớt hết nó có đồ báo không thôi? Nó có cái hệ thống báo nhớt không? Nhìn trên cái đồng hồ của mình á, nhớt báo á, nó hết báo, hết nhớt nó sẽ báo ngay đây, nó sẽ chớp giống như là xi nhan của mình vậy đó. Thì nếu như mà nó báo vậy là mình tắt xi nhan không được luôn. Là xi nhan nó không có cháy là đồng nghĩa việc là hết nhớt nha. Ở đây nó có cái báo nhớt nè. Nói chung như xi nhan luôn. Nhưng mà khuyên anh em là đừng nên để hết đúng nhớt rồi. Cứ tập thói quen chạy 2-3 ngày mình chăm nhớt vô một lần. Nếu như mà hết nhớt dài đường thì mình kiếm cái tiệm sửa xe nào mình mua nhớt hay thì mình đổ vô để chấm cháy nha mọi người. Rồi chị Thi đâu ai, chị Thi đâu ai, báo giá coi. Rồi chị Thi đi đâu mất tiêu rồi, để em báo cho anh em nha. Con này là 99 đầu 34, xe Gin, máy Gin, chưa trẻ luôn, đồ nguyên Gin. Con này giá 38x 380 mấy triệu nha mọi người. Con này cũng nói chung là cọp thì cũng không thôi mấy xe bên kia đâu. Nè, Tân Lan 399 nè. À 398, heo ốc tán Gin là Gin hết nha. Xe này là sườn lốc Gin. Sườn lốc Gin khá là đẹp. Bô gam lộc lỗ. Cây bô gam quá đẹp nha mọi người, gam 99 cực kỳ tê luôn. Xe này thì giá 38x 380 mấy triệu nha. Bên này nó là 110, E114 đầu 20. Con này thì cũng đồ nguyên Gin, sườn lốc Gin, máy Gin chưa trẻ luôn, hải quan chính ngạch. Biển 83-23239, giá con này là 29x 290 mấy triệu thôi nha. Mà anh em đã sở hữu được một con sườn lốc Gin, máy Gin chưa trẻ thì con này nó là máy Gin 110 chưa trẻ thì nó là 5 số tới nha mọi người. Đó. Xe này cực kỳ đẹp luôn, bô gam nè. Anh em nhìn cái bô gam của nó cũng tới tiền nha mọi người. Đó. Con bên này cũng bô gam luôn anh em ơi. Nguyên hàng này cọp không luôn. Đây con bên này là xe gì? 99 đầu 38, hải quan chính ngạch, biển 68-49095. Giá là 31x 310 mấy triệu nha. Xe 99 đầu 38, đầu khá là cao. Thì em nhớ không lầm là con này nó có cặp Tân Lan 99 theo xe luôn nha. Đó, xe đời 99 mà đi thêm cặp Tân Lan 99 nữa là quá nhức nách. Thấy không anh em nói có đúng không? 1199 nè. Đó, có nghĩa là tháng 11 năm 99. Cặp bánh trước cũng là 1199 luôn nha. Đây, ở trước cũng là 1199 luôn anh em thấy không? Quá đỉnh luôn, heo ốc tán là Gin hết. Con này là lồng lỗ bô gam, cùm Gin, đồng hồ Gin, Tân Lan Gin, đồng hồ Gin. Nó nói chung là nó là nguyên cây đầu Gin, giá là chỉ có 31x 310 mấy triệu thôi. 99 đầu 38 nha.
Bên này 99 đầu 31, con này là hải quan chính ngạch. Con này cũng đòn nguyên viên luôn. Giá con này là 29x 290 mấy triệu. Thì xe này chỉ lai cặp Tân Lan thôi đó. Còn heo ốc tán là ghim hết nè. Tân Lan thì em đi Tân Lan 0202 hàng Ma Lai mới. Còn xe thì là trang bị lồng lỗ bô gam, cụm ghim, đồng hồ ghim, bô, con này có bô gam đó mọi người. Con này là 29x nha, 290 mấy triệu. Còn bên đây 99 đầu 36, con này hải quan luôn, biển 66616160. Con này giá là 28x 280 mấy triệu. Con này cũng có bô gam luôn nha. Nói chung là nguyên hàng này là đều có bô gam hết luôn. Bây giờ em cho anh em nghe nha. Rồi thì nói chung là xì bo cửa hàng thì cũng còn sót lại được tầm khoảng 10 chiếc thôi, còn lại thì da dách. Nói chung là da dách thì cũng còn nè, từ bản thường, bản Movista, thùng lướt đầy đủ hết. Còn Sachia 203, ý Sachia 206 với GGX 203 em cũng còn được một cặp duy nhất. Thì anh em có thể xem mình cân nhắc xe nào mình lựa chọn mình chơi Tết thì anh em có thể alo trực tiếp số hội em 0345 846 819 để được tư vấn xe nha mọi người. Nếu anh em nào có thấy thích xe nào, cần mua xe nào thì cứ alo em tư vấn nha, em tin tiếng nha mọi người. Thì số điện thoại em là 0345 846 819 nha anh em. Rồi thì thứ bảy thì cũng làm cái clip bảo dưỡng xe, báo giá xe cho anh em coi vui vậy thôi. Thì một xíu em sẽ đăng clip này lên cả hai kênh, kênh 1 và kênh 2 luôn. Thì anh em nhớ chờ và đón xem clip nha mọi người. Rồi thì cho em cũng xin kết thúc clip ở đây. Chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Ủa em xem con nào vậy?